Thưa quý vị, việc để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của người ngày càng thấm sâu vào đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, thái độ, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tuy vậy, thời gian qua trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chúng ta cần nhận diện rõ và tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu này. Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trở thành phong trào được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, học bác, noi gương bác, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp sức cho sự phát triển đất nước. Không chỉ có cán bộ, đảng viên noi gương mà đông đảo quần chúng nhân dân thuộc mọi giai tầng xã hội cũng ra sức học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó chứng tỏ việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải kiểu hô hào khẩu hiệu mang tính hình thức như luận điệu mà các thế lực thù địch thường rêu rao mà học và làm theo bác đã thực sự ăn sâu, bám rễ vào đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân Việt Nam. Thực sự khơi dậy và tạo động lực cho mọi tầng lớp trong xã hội phát huy được năng lực, ý chí, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mình cho đất nước. Do đó, không thể quy chụp một cách phiến diện rằng việc để mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là vô bổ, kém hiệu quả có thể khẳng định thời gian qua việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh đã tạo nên những dấu ấn nổi bật góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các tổ chức cơ quan đơn vị xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức trong sáng có trách nhiệm và động cơ đúng đắn Tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế, xã hội. Trước tình trạng còn một bộ phận cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Đại hội 13 của Đảng đã chỉ rõ, kiên quyết kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Như vậy, có thể khẳng định, việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Điều đó một mặt làm cho tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục ăn sâu bám rễ hơn nữa vào đời sống tinh thần, tư tưởng và tiếp tục trở thành kim chỉ nam cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong hoạt động thực tiễn. Mặt khác, điều đó cũng góp phần củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong bối cảnh mới, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn vững chắc để đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.